đấu trường ẩm thực và cuộc đối đầu giữa hai nữ diễn viên Thanh Thảo và Phạm Yến sẽ diễn ra như thế nào? Khi đầu bếp Vũ Nguyễn mang đến một món ăn quen thuộc, nhưng cách chế biến lại không hề đơn giản. Thật sự là nó dặn quá. Phát ơi, Phát ơi, em giúp chị. Ai vụng về, ai khéo léo. Yêu thương. Đó. Tất cả phải cố gắng 100%. Sao vậy? Không sao. Mà chị bên đó bán sao á ta? Con gà nó còn sống, nó muốn nhảy ra khỏi cái vỏ chảo. Đón xem đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên kênh VTV9.